Chào mừng ba mẹ đã quay trở lại với series chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm giúp ba mẹ chữa giọng nói cho con hiệu quả tại nhà. Mình là Ngọc Thương, chuyên gia phát triển ngôn ngữ của Team Mẹ Việt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách dạy trẻ chủ động giao tiếp. Có rất nhiều bé đã nói được từ đơn, từ đôi, thậm chí là bé nói được cả câu ngắn, câu dài rồi nè. Nhưng mà mặc dù là ba mẹ đã nói chuyện với con rất nhiều nhưng con vẫn không chịu chủ động giao tiếp. Vậy thì làm cách nào để có thể kích thích cái khả năng giao tiếp của con, giúp cho con có thể chủ động nói ra được những cái suy nghĩ, mong muốn, những cái nhu cầu của mình, hoặc là giúp cho con có thể mạnh dạn, tự tin chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn về những gì mà con đang học được, hoặc là những cái hoạt động mà con đã trải qua ở trường, ở nhà chẳng hạn. Trước tiên ba mẹ cần biết về những cái yếu tố trong giao tiếp. Giao tiếp là một cái cuộc nói chuyện giữa ít nhất là hai người, ba mẹ và con. Và đã nói đến giao tiếp có nghĩa là chúng ta đang nói về một cái hình thức truyền đạt thông tin hai chiều. Ba mẹ hỏi con trả lời, hoặc là con hỏi ba mẹ trả lời, hoặc là cả ba mẹ và con sẽ cùng nhau trao đổi về một cái chủ đề nào đó, sẽ cùng nhau bàn luận về một cái vấn đề nào đó. Đối với các bé mà chưa có ngôn ngữ, các bé đang trong giai đoạn học từ đơn, từ đôi, thì cái cách áp dụng hiệu quả nhất để kích thích cái phản xạ giao tiếp của con đó là ba mẹ thường xuyên đặt câu hỏi cho con. Tuy nhiên đặt câu hỏi như thế nào để con trả lời, để mà con hình thành cái phản xạ giao tiếp thì không phải là câu hỏi nào cũng phù hợp ba mẹ nhé. Đối với các bé chưa có ngôn ngữ thì ba mẹ nên bắt đầu với dạng câu hỏi có không, bởi vì bé đã có thể nói được từ có, bé đã có thể nói được từ không. Nếu như ba mẹ sử dụng những cái câu ví dụ như là con thích ăn gì, hoặc là bây giờ con muốn làm gì, khi mà con chưa có những cái từ vựng về những cái hoạt động, những hành động, về nhiều sự vật, sự việc, nhiều cái chủ thể, thì con sẽ không thể nào trả lời được những câu hỏi này. Trong khi đó, nếu như chuyển sang một cái hình thức câu hỏi đơn giản hơn, dạng có không, thì con sẽ rất là dễ trả lời. Thì khi mà con trả lời nhiều câu hỏi có không như vậy, đầu tiên đó là sẽ giúp cho con bật âm dễ dàng, con nói được nhiều từ thì con sẽ cảm thấy tự tin và con chịu nói hơn. Và thứ hai đó là con trả lời nhiều thể hình thành cho con một cái thói quen giao tiếp, hình thành cho con một cái phản xạ khi người khác hỏi thì mình sẽ trả lời. Ba mẹ ha. Rồi, như vậy thì cái bước đầu tiên ba mẹ nên tăng cường hỏi có không cho con trong một tuần đầu tiên. Đối với những bé chưa có ngôn ngữ nè, đã có ngôn ngữ dạng từ đơn, từ đôi, và những bé đã có thể nói được nhiều hơn cụm từ, dạng câu, nhưng mà từ trước tới giờ con vẫn ít giao tiếp, thì ba mẹ vẫn có thể áp dụng cái cách này nhé. Trong tuần đầu tiên ba mẹ hãy thường xuyên hỏi con dạng câu hỏi có không. Ví dụ như là con có thích mặc chiếc áo này không? Con có thích uống sữa không? Hoặc là con có thích uống nước ép cam không? Hoặc là con có thích chơi trò này trò kia không? Hoặc là con có thích chơi búp bê không? Con có thích chơi ô tô không? Và nếu như bé chưa có ngôn ngữ thì ba mẹ hãy đưa ra câu trả lời luôn là có hoặc không. Đến đây thì sẽ có một số bé trả lời được là câu hỏi có không ngay lập tức. Cũng sẽ có những bé chưa thể trả lời câu hỏi này mà con chỉ nhìn chăm chăm vào ba mẹ thôi. Thì ba mẹ cũng đừng vội nản nhé. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi cho đến khi nào mà con của chúng ta trả lời. Trong những lần đầu thì chúng ta có thể chấp nhận là con sẽ đưa ra phương án trả lời là có hoặc là không. Hoặc là con chỉ thể hiện bằng hành động, đó là con chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu. Đối với những bé mà chưa hiểu khi nào thì trả lời có, khi nào thì trả lời không, thì ba mẹ sẽ hướng dẫn cho con, sẽ giải thích cho con trong trường hợp nào thì trả lời có, trường hợp nào thì trả lời không nhé. Ví dụ như là con có thích mặc chiếc áo này không? Nếu con thích, mẹ sẽ mặc cho con nhé. Nếu con không thích thì mình sẽ đổi sang mặc chiếc áo khác. Tương tự như vậy, con có muốn uống sữa không? Nếu như con muốn uống sữa, mẹ sẽ lấy sữa cho con. Nếu như con không muốn thì mẹ sẽ không lấy. Con có thích chơi xe ô tô không? Nếu có thì mẹ sẽ lấy xe ô tô cho con chơi. Nếu con không thích xe ô tô thì con có thể chơi búp bê hoặc là chơi xếp hình, vân vân. Thì khi mà ba mẹ lý giải như vậy, thứ nhất sẽ vừa giúp cho con nâng cao được cái năng lực lý giải ngôn ngữ, con hiểu được khi nào trả lời có, khi nào trả lời không, tương ứng với từng cái giải thích và những cái hành động tiếp theo. Và đồng thời con hình thành được cái phản xạ giao tiếp trả lời có, trả lời không. Khi mà được hỏi thì con sẽ trả lời. Tuy nhiên ba mẹ không nên sử dụng câu hỏi có không quá nhiều nhé. Chúng ta chỉ nên sử dụng trong một tuần đầu tiên đối với những bé đã có ngôn ngữ.
Còn đối với những bé chưa có ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng lâu hơn một chút để mà kích thích con, có thể là 2 tuần, nhưng chúng ta không nên sử dụng quá 3 tuần hay là 4 tuần. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ hỏi con những câu hỏi có không á, thì sẽ làm cho con quen với việc trả lời có không, mà con sẽ không có tập trung để mà suy nghĩ đưa ra những cái câu trả lời cụ thể hơn. Chúng ta sẽ áp dụng cái biện pháp này trong vòng 1 đến 2 tuần tùy vào đối tượng ba mẹ nhé. Và từ những cái tuần tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng câu hỏi khác giúp cho con có thể vừa giao tiếp và vừa học, vừa sử dụng những cái từ vựng mà con đã học được hiệu quả hơn. Ba mẹ hãy theo dõi những cái video tiếp theo để xem hướng dẫn cách dạy trẻ giao tiếp chủ động giai đoạn 2 nhé. Nếu như ba mẹ cần nhiều những cái hướng dẫn về dạy trẻ chậm nói tại nhà thì ba mẹ có thể truy cập vào group trên Facebook Mẹ Việt chữa con chậm nói tại nhà. Ba mẹ cần những cái sách và đồ chơi bổ trợ cho cái quá trình học nói của con hiệu quả, đặc biệt là cần cái sự tư vấn về một cái lộ trình cho bé, những cái sách nào, những đồ chơi nào nó phù hợp cho con, ở độ tuổi nào, khả năng nói của con ra sao, thì ba mẹ hãy liên hệ với shop mẹviet.vn hoặc là fanpage của Mẹ Việt blog trên Facebook, thì Mẹ Việt sẽ tùy vào từng cái độ tuổi, tùy vào cái khả năng nói của bé mà Mẹ Việt sẽ tư vấn cho ba mẹ những cái sản phẩm mà nó thực sự phù hợp với con, giúp cho con cải thiện tình trạng chậm nói hiệu quả ở nhà ba mẹ nhé. Cảm ơn ba mẹ đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.